Ok, hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn nha. Mình là chú Chi Shooter Việt Nam này. Ngày hôm nay lại tiếp tục với CG Plan vs Zombie nha. Chờ xíu để mình bật wifi lên đã. Bật wifi trước khi tắt wifi. Thôi lại chỉ còn ba hai con này. À thôi, mình lại trừ con này, lại trừ cả con nữa. Rồi nhau vô. Hai đạn có thể, con hai đạn có thể hạ được con đội nón này. Nhào vô. Nhào vô. Nào mình treo ở đây. Yeah.
khoai tây, dậy đi khoai tây, dậy, dậy, nhanh, dậy đi. Rồi. Ô con cái ao tới rồi. Gãy đầu. Ôi shit hàng giờ. Oh shit. Cà cà cà. Oh shit. Đúng lúc đây, đúng lúc đây. Cái để đồng xu. Quý vị nhìn kìa, quý vị nhìn kìa. Nó bị ngã trở ra sau kìa. Đồng xu đâu, xu đâu, đồng xu đâu. Cân đội, đủ đội hình rồi. Phá mẹ xe của nó. Nhanh nhanh nhanh. Một lá thư. Màn chơi số 10. Forget it. Foul.
rồi, các ông ơi. Chào cô. Đúng rồi. Đây.
chúc mừng giày đạp quá quý vị ơi. Hai con lớn. Ôi không, cao ơi, là con zombie nội nón. Là con zombie nội nón. Ôi không con. Jack in the box, có đôi khó lắm đây. Đến 100. Chết đó. Yes. Ra sẽ chơi màn số 2 để nhận con nữa. Màn này mình sẽ chọn con này, con này, con này. Let's go. Khoan thôi để thôi mình đợi dùng con đèn, dùng con đèn.
shit. Hết luôn rồi, quý vị ơi, hết luôn rồi. Quên mình chưa xem cái thành tích ấy, mình chưa xem cái thành tích mình đạt được ấy.